Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường. Lời dạy cuối đừng quên, Phật hiện thân ở đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thính chúng trên đài truyền hình Bồ Đề Phật Quốc. Hôm nay chúng ta lại có duyên tiếp tục nghiên cứu về tác phẩm Kinh Diêu Ma Cật. Thì hôm nay là kỳ thứ 14, chúng ta sẽ nghiên cứu về tác phẩm Kinh Diêu Ma Cật ở cái chương thứ 3. Thì trong cái chương thứ 3 với cái tựa đề là Thinh Văn, thì nguyên trong cái chương số 3 này á, là trình bày sự đối đáp của các vị thinh văn, có nghĩa là các vị mà xuất gia đệ tử Đức Phật, là những vị A-la-hán, và đối đáp với Ngài Diêu Ma Cật. Thì chúng ta sẽ được học những cái tầng giáo lý để cho chúng ta thấy rằng trong cái nền giáo lý nhà Phật nó không có đơn giản, nó không phải là chỉ hướng dẫn chúng ta ăn chay niệm Phật mà thôi. Thì chúng ta sẽ được học những cái nền giáo lý đặc biệt ở đây, sự đối đáp của hai vị. Thì để khi mà chúng ta học cái tác phẩm này, chúng ta không vướng phải, hay là chúng ta cập nhật kịp, thì chúng ta cần quay lại như ban đầu nhà sư đã trình bày gần như tất cả những cái tác phẩm, những bộ kinh mà nhà sư muốn nói á, là trước đó nhà sư đã trình bày cho thính chúng biết rằng là trong cái nền giáo lý nhà Phật nó gọi là có nghĩa là ngũ thừa Phật giáo, có nghĩa là năm cái trình độ, cái căn cơ, cái chủng tử sẽ khác nhau. Thì khi mà thính chúng nghe và hiểu á, thì chúng ta sẽ biết rằng chúng ta đang theo dõi cái tác phẩm này là thuộc cái trình độ, cái căn cơ nào, thì chúng ta mới cập nhật kịp. Chứ còn không á, là chúng ta không có giới thiệu trước để cho quý vị biết cái tác phẩm này nó ở cái trình độ nào á, thì chúng ta học nó làm cho chúng ta rất là confused. Lúc á, thì khi mà nhận thức của chúng ta mà học kinh điển giáo lý nhà Phật không có hệ thống á, chúng ta thấy có lúc thì Đức Phật nói nhân thừa, có lúc thì Đức Phật nói thiên thừa, rồi có lúc Đức Phật nói thinh văn thừa, có lúc Đức Phật nói duyên giác, có lúc Đức Phật nói Bồ Tát, có nghĩa là ngũ thừa. Nó làm cho chúng ta rất là giống là confused, giống như là mâu thuẫn lẫn nhau. Thì để hiểu cái đoạn này đó, giữa chúng ta không có bị dướng mắt vào cái chỗ này, giữa cái sự đấu đáp của các vị A-la-hán mà là thinh văn á, và Ngài Diêu Ma Cật á, là chúng ta cần hiểu biết ngũ thừa Phật giáo. Có nghĩa là nhân thừa, cái điều kiện nhân thừa của Đức Phật nói á, là một người cư sĩ thiện nam tín nữ ở ngoài đó, là cái điều kiện chỉ thọ tam quy và ngũ giới. Chỉ vì nhớ ha, mỗi cấp độ, mỗi cái trình độ, mỗi cái giai đoạn thì Đức Phật quy định những tín đồ tu ở cái phạm trù đó cần những điều kiện như thế nào. Thì nhân thừa là tam quy ngũ giới, chứ bị nhớ cho kỹ. Mà Đức Phật đã nói rồi, khi mà người Phật tử mà đã hành trì đủ tam quy ngũ giới thì chắc chắn ba cái con đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh sẽ không bao giờ rơi vào ba con đường này. Chúng ta phải có cái niềm tin tuyệt đối vào cái giáo lý nhờ cái lời cam kết của Đức Phật. Chỉ cần chúng ta tam quy ngũ giới mà giữ tròn rồi là khi chúng ta mất là chúng ta không lo sợ gì cả. Nhưng mà chúng ta cần co lại, chúng ta có tròn tam quy và ngũ giới chưa? Tam quy là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, quy y Phật. Chúng ta có chắc là quy y Phật một cách chắc chắn chưa? Đức Phật nói là quy y Phật là bất quy y thiên thần quỷ vật.
Ngoài chúng ta thờ kính học từ Đức Phật, chúng ta còn thờ kính các thần linh, các vị thần dân gian nữa không? Nếu mà chúng ta còn những cái suy nghĩ này và có những hành động này là chúng ta chưa tròn tam quy. Đó, đó là chúng ta cũng cần để ý. Để chúng ta tròn được cái tam quy thì chúng ta phải đã quy y Phật rồi thì bắt quy y thiên thần quỷ vật. Rồi tam quy ngũ giới, chúng ta có giữ tròn ngũ giới chưa? Thứ nhất là cấm sát sanh, thứ hai cấm trộm cướp, thứ ba cấm tà hạnh, thứ tư cấm nói dối, thứ năm cấm uống rượu. Thứ nhất cấm sát sanh nó thì dễ rồi, có nghĩa là chúng ta không sát mạng người, cao nhất là không giết người, và những con vật lớn thì chúng ta cũng không dám, không có điều kiện làm. Thì cái giới sát sanh nó dễ. Thứ hai là trộm cướp tiền bạc của cải người khác, chúng ta đừng lấy thành của ta. Thì khi chúng ta mắc một cái gì đó chúng ta rất là đau khổ, thì chúng ta cảm nhận rằng là khi mà chúng ta lấy của một người nào đó thì người ta cũng đau khổ như vậy. Nếu chúng ta cảm nhận được vấn đề đó thì chúng ta sẽ không bao giờ lấy của người khác. Thứ ba là cấm tà hạnh, có nghĩa là vợ chồng của người khác đừng giật thành vợ chồng của mình. Khi mà vợ chồng của mình mà bị người khác giật thì chúng ta sẽ đau khổ như thế này. Rồi cái giới thứ tư là cấm nói dối. Cái giới này nó rất là quan trọng mà gần như chúng ta giữ không tròn ở cái giới này là nhiều. Thứ tư là cấm vọng ngữ, chuyện không nói có, chuyện có nói không. Rồi tới đây nói xấu người kia, tới người kia nói xấu người ở đây. Rồi ghẹo chọc cho hai hai bên bất hòa với nhau. Rồi dùng những lời độc ác chửi bới người này người kia. Đó, chúng ta coi thử chúng ta có giữ tròn cái giới thứ tư rồi không. Rồi cái giới thứ năm là cấm uống rượu. Đối với người cư sĩ ở ngoài đó là không phải Đức Phật cấm là không cho uống rượu uống bia, nhưng mà Đức Phật nói là cấm uống ở đây, có nghĩa đừng uống đến nỗi mà nó say bí tỷ, có nghĩa là chúng ta không còn kiểm soát được cái thân, cái khẩu, cái ý chúng ta nữa thì chúng ta mới phạm giới. Thì chúng ta thấy năm cái giới của người cư sĩ và ba cái quy y chúng ta thấy rất là dễ, mà nếu chúng ta giữ tròn cái tam quy ngũ giới là cái điều kiện của người cư sĩ rồi á, thì chắc chắn khi mà chúng ta thác sinh, chúng ta mất, chúng ta sẽ không rơi vào ba con đường địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Đó là nhân thừa. Thiên thừa có nghĩa là mười giới, thân tam khẩu tứ ý tam. Thân tam có nghĩa là thân này có ba cái mà chúng ta hai dướng phải, đó là sát, đạo, dâm. Sát sanh, trộm cướp và tà hạnh, nó tới cái thân thì nó phạm ba cái đó. Khẩu, chuyện không nói có, chuyện có nói không, tới đây nói xấu người đằng kia, tới đằng kia nói xấu người ở đây. Rồi dùng những lời độc ác chửi bới người này người kia thì đó gọi là thân tam khẩu bốn ý ba. Ý ở đây nó phạm vào ba cái, có nghĩa là tham, sân, si. Khi mà cái đó nó khởi trong tâm chúng ta đó là chúng ta phạm vào cái giới về thuộc về ý à. Thì đó, có nghĩa là 10 cái giới này thập thiện là cái người phải giữ 10 cái giới này. Cái điều kiện của người giữ thập thiện. Rồi thinh văn, cái trình độ, cái căn cơ thứ ba đó là thinh văn, là chỉ cho những người xuất gia tăng và ni. Thì cái điều kiện mà Đức Phật dạy cho vị xuất gia đó là tu cái pháp môn tứ diệu đế. Quý vị thấy mỗi cái giai đoạn, mỗi cái trình độ Đức Phật có phương pháp tu hết, chứ không phải là Đức Phật nói thinh văn đó là tu tam quy ngũ giới. Thì tứ diệu đế quý vị thấy rõ ràng, thường thường đó là Đức Phật lại dùng cái biện pháp, có nghĩa là cho người ta thấy cái quả trước, bắt đầu mới nói cái tại sao cái quả đó có, là do cái nhân, là khổ là cái quả. Thì Đức Phật ông nói cái khổ này đó do nó có, là do cái nhân, là do mình tập. Giống như chúng ta uống rượu là khổ, hút thuốc là khổ, mà do cái nhân là do chúng ta tập hút, chúng ta tập uống rượu do cái nhân hết. Đó nghĩa là Đức Phật nói là nhân quả thế gian.
Còn cái cặp phạm trù thứ hai mà nhân quả xuất thế gian á, là Đức Phật ông nó muốn được hạnh phúc mà niết bàn đó, gọi là đạo khổ tập diệt, diệt đó là niết bàn á, muốn có được diệt á, hạnh phúc á, thì phải tu đạo, phải thực hành đạo. Mà đạo ở đây ở trong kinh Phật giáo Nguyên Thủy nó là 37 phẩm trợ đạo, có nghĩa là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, bát thánh đạo. Đó là 37 phẩm trợ đạo, là các phương pháp tu để có được cái niết bàn, cái giải thoát, cái an lạc của cái người xuất gia. Thì quý vị thấy rõ ràng Đức Phật chúng ta dùng cái biện pháp mà đảo ngược. Thường thường người ta nói cái nhân rồi mới đưa đến cái quả, mà đây Đức Phật cho chúng ta thấy cái quả khổ đau là do cái nhân tập xấu. Còn muốn được cái quả mà hạnh phúc niết bàn á, giải thoát á, thì cái nhân á là do chúng ta tập những cái hạnh phúc an lạc. Đó là cái phương pháp tu của Thinh Văn. Mà Thinh Văn ở đây là chúng ta sẽ gặp, sau này chúng ta gặp trong cái chương số 3 này rất là nhiều, là 10 vị đệ tử xuất gia của Đức Phật. Đó là Thinh Văn. Rồi duyên giác là vị tu, những cái quả vị tu chứng 12 nhân duyên. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập, duyên nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ duyên hữu. Thì cái điều kiện của duyên giác tu ở đây đó là 12 nhân duyên. Còn cái điều kiện thứ năm, cái chủng tử ha, là cái trình độ của Bồ Tát tu á, là lục độ ba la mật. Cái bị nhớ ha, mỗi cái trình độ, mỗi cái giai đoạn thì Đức Phật có cái điều kiện, có phương pháp tu của mỗi cái cấp bậc khác nhau. Thì chúng ta sẽ lát nữa chúng ta sẽ thấy cái sự đầu tiên á, gặp giữa ngài 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 Bồ Đề Đạt Ma đó, ngài ngài Xá Lợi Phất với ngài Di Ma Cật á, chúng ta sẽ thấy gặp có sự đối đáp nó nghịch nhau. Mà ở này quý vị nhớ là ngài Xá Lợi Phất là Thinh Văn, là cái điều kiện những kinh điển của ngài nói là ở cái phạm trù, cái trình độ cỡ Thinh Văn mà thôi, không phải là ngài không biết Bồ Tát. Cái điều kiện của tu của vị Bồ Tát là lục độ ba la mật, hay là duyên giác, hay là 12 nhân duyên. Nhưng mà trong cái lúc này đó, ngài đang thực hành cái hạnh tu của cái phạm trù của Thinh Văn, là cái người xuất gia, thì gặp ngay ngài Di Ma Cật ở đây. Thì ngài Di Ma Cật mới có nghĩa là góp ý, mà nó ở đây cho nó nhẹ chứ không phải là ngài Di Ma Cật chỉ dạy, dùng cái từ nó không đúng. Chúng ta học kinh điển á, chúng ta phải biết cái ý đồ của Đức Phật. Không có Đức Phật nào mà cái ý đồ mà để cho ngài Di Ma Cật là một người cư sĩ để phản bác sửa các vị A-la-hán là những vị xuất gia. Chắc chắn Đức Phật không để cái hành động đó xảy ra. Nhưng mà do chúng ta không hiểu được cái ý của Đức Phật, thì đây chẳng qua là cái phương pháp, cái pháp môn, cái hành trì, hay là cái cách mà Đức Phật dạy chúng ta nhận thức cái trình độ giáo lý. Nó có những cái cấp bậc khác nhau. Từ cái vị Thinh Văn trình bày kinh điển này, ngài Xá Lợi Phất mới không chấp nhận, mới nói cái trình độ cao hơn. Thì rõ ràng đây là những cái ý đồ, những cái phương pháp để Đức Phật cho chúng ta học những cái giáo lý kinh điển nó sẽ tốt hơn. Thì chúng ta học kinh điển, kinh Di Ma Cật mới giá trị. Chứ không khéo đó, chúng ta không học những cái ý kinh này, giáo lý cao thấp khác nhau này, mà chúng ta lại để ý tới cái chuyện một người cư sĩ trưởng giả mà có cái nhận thức cao hơn, rồi bài bác những người xuất gia, rồi chúng ta sanh ra cái ngã mạn, thì đó là chúng ta học đạo sai rồi. Cái đó Đức Phật không dạy cho chúng ta sanh cái ngã mạn. Chúng ta phải nghĩ kỹ cái chỗ này.
Chúng ta học kinh Dhammakaya bất cứ bộ kinh nào mà để chúng ta sanh ra ngã mạn là chúng ta học sai lời Đức Phật rồi. Quý vị nhớ là Tam Tạng kinh điển Đức Phật, Đức Phật nói ra mục đích chỉ có để làm hai việc mà thôi. Đó là để đánh đổ, tiêu diệt cái ngã và ngã sở mà thôi. Chứ không phải Đức Phật dạy cho chúng ta để chúng ta sanh ra cái bản ngã. Đó là do chúng ta học kinh điển bị sai. Chúng ta phải chánh niệm, chứ không là chúng ta cứ dựa theo ngài Dhammakaya này bài bác những vị xuất gia tăng ni như vậy là chúng ta học đạo càng ngày là mang tội càng dữ nữa. Rồi quý vị mới thấy rằng đừng cứ coi thường những vị ở Thanh Văn trình bày những cái giáo lý này là sai nha. Nó sai là nó sai đối với ngài Dhammakaya là trình bày kinh cái giáo lý thượng thừa ở trên. Nhưng mà ở cái phạm vi của Thanh Văn thì cái giáo lý này là tột đỉnh. Đó, chúng ta phải nhận thức chỗ này. Thì cái mà chúng ta nhớ là thứ nhất là chúng ta phải biết rằng là ngài một trong 10 cái vị đệ tử của Đức Phật mà trình bày trong cái chương số 3 này đó, gọi là Thanh Văn á, thì quý vị nhớ là 10 cái vị này trình bày cái kinh điển, cái nhận thức, cái giáo lý ở cái cấp độ Thanh Văn mà thôi. Còn ngài Dhammakaya là đang nhận thức trình bày kinh điển và cái giáo lý Bồ Tát và Phật thừa, thì chắc chắn hai giáo lý này nó cũng không thể cùng nhau được rồi đó. Nó cao thấp khác nhau. Thì rõ ràng có cái sự mà so sánh, có cái sự mà bài xích lẫn nhau. Mà cái sự bài xích đó giúp cho chúng ta nhận thức kinh điển Đức Phật cao hay thấp. Chứ không phải bài xích đó để chúng ta sanh ra cái ngã mạn. Chúng ta cẩn thận chỗ đó. Thì chúng ta thấy rằng là trước tiên là chúng ta học trong cái giáo lý nhà Phật có ngũ thừa. Thứ hai nữa, cái chương là cái chương gọi là Thinh Văn, là trình bày cho các vị Thinh Văn là những người xuất gia. Mà quý vị nhớ là những vị xuất gia trong giáo lý nhà Phật á, có nghĩa là chứng tứ quả Thinh Văn: Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Khi mà vị nào mà tu mà tứ diệu đế mà có quả vị tu chứng mà cao nhất á, là A La Hán. Thì đây cũng là cái mà chúng ta cần để ý, để coi chúng ta tu có trúng hay không. Và một ý nữa, chúng ta cần đây cũng là cái thước để nó kiểm tra coi chúng ta ở cái mức độ nào. Thì quý vị nhớ rằng là bốn cái quả Thinh Văn trong Thinh Văn này đó, thì ý dựa trên cái sự tu tập đoạn trừ kiến hoặc và tư hoặc. Ngoài cái chuyện mà đoạn trừ kiến hoặc và tư hoặc ra, không còn có phương pháp nào thứ hai để cho chúng ta chứng được tứ quả Thanh Văn. Hay là ngoài cái phương pháp loại trừ kiến hoặc tư hoặc này á, chúng ta không còn có con đường thứ hai nào chúng ta đi lên cái con đường, đi lên cái những quả vị cao hơn nữa. Thì đây cũng là cho chúng ta thấy là coi thử chúng ta đi chùa lâu ngày, lâu tháng, lâu năm, rồi cái kiến hoặc, cái tư hoặc của chúng ta là nó càng lớn hay là nó càng nhỏ đi. Nếu mà nó càng nhỏ đi, nó càng bớt đi thì chúng ta tu trúng, chúng ta có thể chứng một trong những quả vị đó. Còn nếu mà chúng ta đi chùa lâu ngày, lâu tháng, lâu năm mà cái bản ngã, cái kiến hoặc, cái tư hoặc chúng ta nó càng lớn hơn á, thì coi chừng chúng ta đi ngược lại cái đường lối của Đức Phật. Nên chúng ta thấy thường thường trong kinh điển Đức Phật gặp một hai người thí chủ, Đức Phật nói một bài kinh thôi,
Ngay lập tức nghe bài kinh xong là cái thính chúng đó có thể chứng một trong những bốn quả. Vậy thì chúng ta coi thử chúng ta có thể làm được chuyện đó không? Thì trong phiền não nó nghĩa là có kiến hoặc và tư hoặc. Thì ở đây muốn chứng, muốn được cái quả nghĩa là tu đà hoàng, tư đà hàng, hai cái quả đầu tiên này, thì chúng ta chỉ cần đoạn trừ kiến hoặc là chúng ta có được hai quả vị ngay lập tức. Nên chúng ta học đạo là nó phải có kết quả, phải có cái thước để đo. Chứ từ hồi giờ chúng ta nói là tu chứng cái này cái kia không, mà không hề chúng ta thấy cần tu cái gì, biết ta tu cái gì cả. Thì cái kiến hoặc ở đây đó là nó chia làm 5 phần. Người nào mà loại trừ được những cái phần này á, thì có thể tu chứng một trong hai quả đầu tiên. Đó là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Nó rất là dễ. Có nghĩa là thân kiến chúng ta hiểu sai về cái thân này. Chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta chết rồi, rồi chúng ta đem ra chúng ta chôn ở ngoài cái nguyệt mã nào đó. Một cái mã nào đó, rồi chúng ta cứ nghĩ rằng là chúng ta ông bà chúng ta ở đó. Hay là chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta thờ ông bà trên bàn thờ đó, là ông bà chúng ta ngồi suốt đó để đợi tới cái ngày cúng chúng ta ăn. Đó là chúng ta sai về thân kiến rồi. Nó sai cái quy luật, cái giáo lý nhà Phật. Rõ ràng mà. Ở trong những kinh điển Đức Phật nói là chúng ta chết rồi chúng ta phải đi đầu thai mà. Đâu có cái chuyện mà ngồi đó mà ngồi trên bàn thờ ở trong cái nguyệt mã hay là cái mã nào đó. Chúng ta sai về cái thân này rất là nhiều. Hay là chúng ta nghĩ tới cái thân này rồi chúng ta nuông chiều nó, không thấy cái sự vô thường thay đổi của cái thân này mà chúng ta nuông chiều, chúng ta lo cho nó không. Chúng ta cứ tự tưởng nó là vĩnh cửu. Đó là nó cũng sai lầm về thân kiến. Nhưng mà quý vị nghĩ mình trình bày kinh điển như vậy có thực tế hay không? Quý vị ngồi tư duy thiền định để quý vị thấy ngay lập tức. Rõ ràng là Đức Phật nói trúng. Thân kiến này rõ ràng nó là vô thường, nó là thay đổi. Sanh già bệnh chết, bất cứ một người trên đời nào không ai thoát khỏi quy luật này. Đã là một chúng sanh hữu tình phải đi theo một, hai, ba, bốn cái chặng đường trong cái vấn đề này của một chúng sanh hữu tình phải đi. Đó, người mà có cái những người già, những người bệnh đau nhiều, rồi những người được nghe những kinh điển tốt, cái người ta nghe cái thân kiến này, cái người ta thấy Đức Phật nói trúng, cái người ta buông, cái rõ ràng ta thay đổi cái suy nghĩ người ta. Ta nhận thức đúng đường lối Đức Phật là ngay lập tức thân kiến người ta bị biến mất ngay lập tức, không còn sai lầm về thân kiến nữa. Còn biên kiến có nghĩa là có nhiều hồi chúng ta nghĩ theo cái xã hội Ấn Độ, cái thờ Đức Phật ra đời á, 96 đạo giáo mà nó chia thành hai cái trường phái, hai cái kiểu trường phái, một là thường kiến, hai là đoạn kiến. Người ta cứ nghĩ rằng là một con người á, sau khi mà làm vô lượng đường tội lỗi đi nữa, sau khi chết rồi là hết. Nó gọi là đoạn kiến. Còn một số trường phái nó theo một cái hướng nữa là nó nghĩ rằng cũng con người đó mà làm vô số điều tội lỗi, sau khi chết rồi cũng phải trở lại sanh lại con người, mà vào những cái giai cấp tốt hơn nữa. Đó Đức Phật gọi là thường kiến. Mà dính vào hai cái này đó là Đức Phật gọi là biên kiến. Nó lệch một bên là đoạn kiến, hoặc bên là thường kiến. Thì Đức Phật mới chỉnh cái đó, cái sai lầm đó. Đức Phật nói là cũng nếu là cái con người đó mà ngay hiện tại là an hiền ở lành tu nhân tính đức á, thì cái con người đó đời sau tái sinh lại chẳng những làm con người đầy đủ cái tướng tốt, vật chất đầy đủ,
mà còn được những cái gì cả, mặt tinh thần được thoải mái nữa, được an lạc, được hạnh phúc nữa. Cũng có con người đó nha, ngay trong đời này nếu mà ăn hiền ở lành, tu nhân tích đức, đây là cái nhân, thì đời sau sẽ được hưởng có quả báo tốt hơn. Và cũng có con người đó nếu mà đời này làm vô số điều tội lỗi, thì coi chừng đời sau không còn được quay lại làm được một thân con người đầy đủ tứ chi, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý không đầy đủ, rồi cơ thể không đầy đủ, tinh thần thì không thoải mái, vật chất thì không có. Đó là do cái nhân trong đời này tạo những cái ác nghiệp, thì đời sau trở lại không được làm người, không được có phước báo như đời này, mà còn tệ hơn nữa. Đó, đi đúng gọi là trung đạo như vậy đó, thì mới đã phá được, mới hủy bỏ được, có nghĩa là biên kiến, lệch một bên là thường kiến, một bên là đoạn kiến. Thì cái này rõ ràng chúng ta thấy, nếu mà được Đức Phật hay là một người trí thức nào ta trình bày cái mình thấy cảm nhận là trúng, cái mình bỏ cái tư tưởng mà thường kiến đoạn kiến kia đó, là ngay lập tức chúng ta đã xóa bỏ đi, không còn phạm vào gọi là biên kiến nữa. Thì chúng ta có hai cái rồi, thân kiến, rồi biên kiến, tà kiến. Cái này tà kiến là chúng ta coi chừng. Chúng ta muốn tiêu diệt cái tà kiến này đó, chúng ta cần phải học đạo nhiều, nghe kinh điển nhiều. Mà học đạo kinh điển phải có hệ thống, chứ không á là chúng ta học mà kinh điển không có hệ thống á, là gần như chúng ta thấy nó sự mâu thuẫn lẫn nhau không. Chúng ta học những cái giáo lý mà sơ cơ của nhân thừa thiên thừa thôi á, thì những cái giáo lý đó chưa phải là giáo lý đích thực của Đức Phật. Quý vị muốn học được cái giáo lý đích thực Đức Phật muốn nói, muốn ra đời này để nói á, là phải học từ cái giáo lý của Bồ Tát thừa, Phật thừa. Thì cái ý đó mới là cái ý Đức Phật tại sao muốn ra đời này. Còn những cái giáo lý từ nhân thừa thiên thừa thanh văn duyên giác là cái đó là cái phương tiện. Để mà lôi kéo đưa chúng ta lên, trở về của Phật thừa của chúng ta mà thôi. Đó là thân kiến, biên kiến, tà kiến. Chúng ta tà kiến còn nhiều lắm quý vị. Đơn giản là cái nhân quả không mà lớn quá, là chúng ta không có chúng ta còn tà kiến nữa. Chúng ta tin quy luật nhân quả mà không có chắc. Rõ ràng Đức Phật nói là ai gieo nhân lành được quả báo lành, ai gieo nhân ác được quả báo ác. Vậy đó mà chúng ta không hề gieo một cái nhân lành nào cả, mà chúng ta cầu xin chỗ này, cầu xin chỗ kia, cầu xin chỗ nọ, là chúng ta rơi vào tà kiến rồi. Thì chúng ta, nếu mà chúng ta tin tuyệt đối vào quy luật nhân quả, là cái quy luật chung, là quy luật cái chúng ta tự làm tự hưởng, không nhờ giả ai cả, thì đó mới là cái giáo lý đích thực, cái chân lý cuộc đời. Mà hiểu chắc như vậy đó, thì chúng ta sẽ đoạn được tà kiến. Hay là bây giờ chúng ta thử coi, chúng ta tin quy luật nhân quả như vậy, nhưng mà chúng ta nghe cái chỗ này có vị Phật xuất hiện, chỗ kia có vị Bồ Tát xuất hiện, chúng ta nghe thiên hạ nói là tới đó cầu xin Phật Bồ Tát sẽ ban cho, chúng ta mà đi tới đó mà chúng ta cầu xin, để cầu xin các vị đó ban cho, là chúng ta rơi vào tà kiến rồi. Là tại vì chúng ta có không làm một việc lành nào cả, mà chúng ta có tới gặp Bồ Tát Phật để nữa, Phật Bồ Tát cũng bó tay. Tại vì chúng ta tự làm ra cái nhân lành thì tự chúng ta hưởng cái quả báo lành thôi. Chúng ta đã lỡ làm chuyện ác rồi thì các vị Bồ Tát, các vị Phật cũng không giúp chúng ta được. Mà các ngài chỉ giúp chúng ta là cái giáo lý, cái phương pháp để chúng ta thực hành thôi. Chúng ta coi, đặng chúng ta hiểu, đúng hơn á, là chúng ta cần nghe kinh điển nhiều,
thì một mai cái tà kiến chúng ta sẽ mới bớt đi. Thăng kiến, rồi biên kiến, tà kiến, kiến thủ, có nghĩa là bảo thủ ý kiến một cách sai lầm. Cái này ngoài xã hội chúng ta gặp phải rất là nhiều, nhất là những vị lớn tuổi. Chúng ta sanh vào một cái xã hội, một cái thời nào đó, chúng ta hấp thụ hay là chúng ta học hỏi có những cái kinh nghiệm ở cái thời đại đó, chúng ta cứ bo, chúng ta cứ giữ nó như vậy. Rồi bây giờ cái xã hội bây giờ nó văn minh, chúng ta cứ giữ cái đó, bảo thủ cái đó, chúng ta không thay đổi cái suy nghĩ. Kiến thủ, bảo thủ ý kiến một cách sai lầm. Giống như chúng ta nói là cái người đeo cái văn hóa hồi xưa của người phong kiến, người Việt chúng ta đó, con gái là phải bận áo dài, hay là con gái phải bận đồ như thế này thế kia, không được bận quần tà lỏn, quần áo có quần ngắn. Mà khi bị thấy cái suy nghĩ hay là cái quy định đó, cái phong kiến, cái thời đó nó có giá trị thôi. Bây giờ quý vị thấy cái xã hội bây giờ nó văn minh, nó tự do, nó bình đẳng, nó thoải mái. Người nữ bận đồ rất là thoải mái, khỏe, không bị khổ bởi những cái đó. Còn nếu mà chúng ta vẫn ôm cái tư tưởng nó bắt con chúng ta, cháu chúng ta phải phục tùng cái kiểu đó mà nó không làm theo là chúng ta khổ đau đấy. Đó là kiến thủ, bảo thủ cách sai lầm. Mà quý vị nhớ những cái mà tư tưởng hay những cái điều kiện của xã hội ngoài đó, nó là chân lý, mà chân lý tương đối, chứ không phải là chân lý tuyệt đối. Tương đối có nghĩa là nó có thể thay đổi, nó có thể trúng, mà nó có thể sai. Còn chân lý mà tuyệt đối á, thì nó chỉ có trúng mà thôi. Giống như cái chân lý của giáo lý Đức Phật chúng ta đó, nó cuộc đời này là khổ, thì bất cứ cái xã hội châu Âu, châu Á, châu Mỹ, châu Úc, châu nào đi nữa cũng phải khổ thôi. Cái thời Đức Phật, trước Đức Phật hay là đến bây giờ đã làm con người phải khổ, đó mới gọi là chân lý tuyệt đối. Còn những cái mà văn hóa tập tục dân gian này, cái đó là tương đối, nó trúng cái thời đại gió đó. Giống như chúng ta nói nãy đó, là bận quần như thế này thế kia đó, chúng ta đừng nặng cái đó, bỏ. Thấy nó không có giá trị, chúng ta cần thay đổi nó đi, xả bỏ cái kiến thủ này. Thăng kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới căm thủ, có nghĩa là bảo thủ cái giới lực một cách sai lầm. Có nghĩa là những cái nội quy hay là những cái lời nói mà nó có giá trị một giai đoạn nào đó, mà bây giờ chúng ta cứ khư khư chúng ta giữ hoài, nên quý vị thấy trong cái giới mà của người xuất gia, của Thinh Văn á, với lại cái người cái giới, cái những cái giới lực của Bồ Tát, nó nghịch nhau. Cái giới lực của Thinh Văn á, một vị tỳ kheo khi mà bị ai mà lấy cỏ mà cột lại rồi á, thì vị tỳ kheo đó không được quyền làm bứt cỏ mà thoát thân. Có nghĩa là người ta lấy cỏ, người ta cột sao á, là cứ ngồi im đó, không được quyền làm, có nghĩa là bứt cọng cỏ để mà chúng ta thoát thân ra được. Khi mà chúng ta làm bứt cỏ có nghĩa là chúng ta phạm giới. Đó là cái giới điều của Thanh Văn. Nhưng vị Bồ Tát đâu có làm vậy được, vị Bồ Tát đâu có chấp nhận chuyện đó. Nên quý vị thấy rõ ràng, chúng ta học kinh điển mà không có hướng dẫn đúng mức đó, là chúng ta thấy gần như nó có sự mâu thuẫn lẫn nhau, mà không phải quý vị. Đó là do cái trình độ, cái căn cơ của mỗi giai đoạn Đức Phật cho những cái giới luật nó tương xứng, nó thích nghi để mà tu tập thôi. Thì chỉ cần một người mà đoạn trừ năm cái phần kiến hoặc này đó, thì hai quả vị tu chứng đầu tiên, Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm,
thì được ngay lập tức. Thì chúng ta cũng không thắc mắc gì mà hồi xưa nghe các thiện nam tín nữ mà nghe Đức Phật nói bài kinh cái chứng quả là chẳng qua là những cái sai lầm, năm cái sai lầm về thân kiến của chúng ta. Chưa có ai hướng dẫn, chưa có ai chứng minh cho chúng ta thấy rõ. Mà bữa nay được Đức Phật chứng minh thấy rõ, chúng ta bỏ cái suy nghĩ đó đi, sai lầm đó đi, là chúng ta có gọi là một, hai trong tứ quả rồi, có sự tu chứng rồi. Đó là kiến hoặc tư hoặc, có nghĩa là nó có năm cái, cũng năm phần nữa. Đó là tham, sân, si, mạng, nghi. Thì năm cái phần này nó khó đoạn hơn. Thì năm cái phần này tùy vào cái mức độ mà đoạn trừ, loại trừ, sửa đổi của một hành giả nhiều hay ít, thì cái quả vị tu chứng hai cái quả cuối cùng á, nó sẽ tương xứng. Bao giờ một vị mà đoạn trừ tất cả năm cái phần tư hoặc này á, thì sẽ chứng A-la-hán. Mà ví dụ như năm cái phần kia tư hoặc này á, mà đoạn trừ khoảng 5-6-70% á, thì có thể chứng quả vị thứ ba. Thì đây cho chúng ta thấy là trong tứ quả thinh văn, hay là bất cứ một người nào, một người Phật tử nào muốn trở thành Phật, một người xuất gia nào muốn trở thành Phật, phải đi qua cái con đường đoạn trừ kiến hoặc và tư hoặc. Không còn cái con đường thứ hai nào đi nữa hết. Chúng ta nhớ kỹ chỗ này, để chúng ta coi thử chúng ta tu trúng hay sai. Chứ không là chúng ta đi chùa càng ngày càng lâu ngày, tiếp cận nhiều với chùa, với kinh điển, mà kiến hoặc chúng ta càng nặng thêm nữa, tư hoặc chúng ta càng nặng thêm nữa, ngã mạn chúng ta càng lớn, thì thua rồi quý vị, chúng ta tu sai rồi. Bây giờ quý vị có thể ngồi thiền một ngày tám cử, tụng kinh tám cử, trì chú tám cử, mà thả ra ngoài cái giờ đó ra, mà kiến hoặc và tư hoặc chúng ta không loại trừ miếng nào cả, không giảm được miếng nào cả, thì chẳng qua là trong cái lúc mà chúng ta tu đó, chẳng qua nó không có điều kiện để nó phát triển mà thôi, chứ không tiến bộ gì cả. Nên để đánh giá một cái người mà tu nhiều hay tu ít đó, không phải là cái người đó ngồi thiền nhiều, tụng kinh nhiều hay là hành thiền nhiều, mà chúng ta nhìn cái người đó đó trong quá trình đi đứng nằm ngồi, từ cái thân cái khẩu cái ý của hành giả đó, nó còn kiến hoặc tư hoặc nhiều hay ít khác nhau, thì chúng ta mới đánh giá, mới nói vị đó tu nhiều hay ít. Có nghĩa là cái vị này phải thường xuyên quán chiếu bởi cái tâm thức chúng ta, mỗi khi nó nổi lên những cái suy nghĩ sai lầm, đoạn trừ bỏ nó đi, hay là tu thiền định tư duy, loại trừ kiến hoặc tư hoặc đi. Thì ở một cái ý này, trong cái chương thinh văn này, chúng ta cũng cần để ý cái điểm đó. Cái này là để chúng ta biết rằng là cái trình độ của thinh văn là tu tứ diệu đế. Và một ý mà tứ cái ý trong thinh văn ở đây, tứ quả thinh văn cho chúng ta một bài học nữa, là chúng ta cần lấy nó làm cái thước đo. Lâu lâu chúng ta ngồi thiền định tư duy coi, chúng ta có bớt đi kiến hoặc tư hoặc hay không, tham sân si có bớt không, hay là chúng ta vô chùa, chúng ta đi chùa nhiều, tham sân si càng nhiều là xua rồi. Chúng ta không có kiểm chứng, không có kiểm tra, là chúng ta đi càng ngày nó càng đi xa Đức Phật, xa cái đường đường lối Đức Phật thôi.
Thì để kiểm tra chúng ta tu trúng mà không á, chúng ta cần lấy cái kiến quật và tư quật ra coi, nó là cái thước đấy. Thì đó là cái mà chúng ta cần, những cái điểm mà chúng ta cần để ý trước khi mà chúng ta đi vào nghiên cứu về cái tác phẩm, cái chương thứ ba này, sự đối đáp hay trình bày hai cái giáo lý cao và thấp của các vị ở đây. Thì giờ chúng ta đi vào cái phần đầu tiên đó là vấn về thiền thiền định đó. Chúng ta sẽ đọc hết rồi chúng ta mới thấy cái sự đối đáp của hai vị như thế nào, rồi sau đó chúng ta phân tích thêm. Bây giờ trưởng giả Di Ma Cật tự nghĩ, nay mình nhóm bệnh nằm một mình một giường và một thất. Đây là một cái ý rất là hay. Đức Thế Tôn là bậc đại từ, rồi đây thế nào cũng xót thương và sai người đến thăm bệnh. Phật biết tâm ý của trưởng giả Di Ma Cật, bèn gọi ông Xá Lợi Phất đến và bảo. Quý vị nhớ ha, trong 10 vị đệ tử của Đức Phật tới 2.500 vị A-la-hán lận, nhưng mà chọn ra 10 vị gọi là xuất sắc, mỗi vị có cái đặc biệt riêng, ngoại trừ Đức Phật ra thì cái vị đó sẽ là vị đứng thứ hai về lĩnh vực đó. Giống như ngài Xá Lợi Phất này đó, gọi là trí tuệ đệ nhất. Quý vị sẽ thấy bất ngờ, một người mà trí tuệ đệ nhất trong cái giới xuất gia mà gặp ngài Di Ma Cật, là bị ngài Di Ma Cật gọi là không chấp nhận cái giáo lý, cái hành trì của ngài Xá Lợi Phất. Chứ vì thấy nó lạ đời. Thì quý vị thấy rằng là Phật biết tâm ý của trưởng giả ngài Di Ma Cật, bằng gọi ông Xá Lợi Phất đến và bảo. Thì quý vị nhớ là Xá Lợi Phất là thuộc trí tuệ đệ nhất. Ngoài Đức Phật ra thì ngài Xá Lợi Phất được xếp hạng thứ hai. Còn ngài giống như ngài Ubali là trì giới đệ nhất. Ngoài Đức Phật ra không còn người thứ hai mà so sánh với Ubali trì giới nghiêm mật nhất. Hay là ngài La Hầu La là mật hạnh đệ nhất, là cái hạnh tốt nhất ngoài Đức Phật ra. Còn ngài Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất. Và quý vị nhớ ha, chúng ta học kinh điển á, mà chúng ta cứ với cái tư tưởng mà phim ảnh là một, với cái tư tưởng mà ảo thực á, là hoàn toàn cứ học kinh điển có giá trị gì cả, chẳng qua là giải trí mà thôi. Tại vì chúng ta học thần thông á, mà bay cỡ như Tại Thiên Đại Thánh á, thì gần như chúng ta không xài được cái gì hết. Cái đó một thiên biến vạn hóa đó, mình cho nó là mấy ổng có mình không có làm sao học được cái gì đâu, đọc nguyên bài kinh không có giá trị gì cả. Đó là do chúng ta hiểu hai sai lầm hai cái từ thần thông. Còn cái từ thần thông ở đây đó có nghĩa là như nhiều lần nhà sư trình bày cái vị đó là một cái người có một cái hiểu biết, gặp bất cứ đối tượng nào cũng cho những cái đối tượng đó một cái bài học về lĩnh vực làm ăn, cái lĩnh vực đó, và cộng với cái đạo đức. Ví dụ giống như khi gặp vua chúa thì cái người này trình bày cái cách làm chính trị như thế nào, cộng cái đạo đức nữa thì mới gọi là điều khiển đất nước được. Còn nếu mà gặp cái người thương gia đó thì cái người này sẽ trình bày cái cách làm ăn buôn bán như thế nào giàu, nhưng mà phải giàu trên cái đạo đức, kết hợp với cái đạo đức. Hay là cái gặp cái người nông dân á thì dạy cái cách người làm nông dân phải khi nào là cần phân, khi nào phải cho nước vào, rồi cộng với cái cách
đừng cái sử dụng như thuốc nhiều quá trong nông nghiệp để hại người khác, vì cái lợi dưỡng của mình mà để hại những người khác, thì đó là cái cộng cái đạo đức. Chúng ta nghe nó rất là đơn giản, nhưng mà không có đơn giản quý vị. Không phải ai cũng có được một cái hiểu biết một cách có nghĩa là tự tại như vậy, có hiểu biết một cách có nghĩa là quảng bác như vậy. Ví dụ như một người mà chuyên về chính trị á, thì cái người đó, những người khác mà nó hỏi về chính trị thì người này sẽ trình bày được hết. Nhưng mà nói về lĩnh vực y bác sĩ mà hỏi cái người làm chính trị, người này sẽ không bao giờ biết. Hoặc là cái người đang làm chính trị, giỏi về chính trị đó, hiểu về chính trị đó, mà cái người nông dân hỏi cách làm nông dân, người này không biết. Cái đó không có sử dụng được cái từ thần thông. Mà cái ngài Di Ma Cật hay là Đức Phật chúng ta, đặc biệt là Đức Phật chúng ta, là một có cái thứ thần thông, có nghĩa là gặp đối tượng nào Đức Phật cũng dạy được cái bài học đó, cái phương pháp tu cả. Thì chúng ta học cái từ thần thông ở đây để như vậy làm gì? Chúng ta sẽ gặm nhấm hay là chúng ta sẽ hưởng được một chút kinh điển gì trong đó? Thì cái này rất là dễ. Chúng ta học với cái từ thần thông với ý nghĩa đó thì bản thân chúng ta cũng có thể làm được. Thì một mai chúng ta học cái kinh điển này nó mới có giá trị cho chúng ta. Chứ còn không, chúng ta học cái thần thông mà thiên biến vạn hóa hay là ảo thực này kia nọ là không có tác dụng. Nhưng mà khi bị nhớ Đức Phật chúng ta đó là một cái người dùng cái từ mà thẳng thắn, là một người ăn xin đấy. Đi xin ăn, đi bằng chân đất, không có bay nhảy gì đâu được hết. Chúng ta đừng cái mà là thần tượng Đức Phật chúng ta quá, mà nó sai lầm. Có những cái chúng ta cần thần tượng. Giống như cái cuộc đời này gần như là không ai thoát khỏi cái chiêu bài khổ đau của cuộc đời, dù người đó giàu nghèo, trí thức hay là ngu, ai cũng khổ trong cái cuộc đời hết. Mà chỉ có Đức Phật chúng ta và kinh điển Đức Phật chúng ta chỉ chúng ta cái cách tu tập thoát ra khỏi khổ đau. Cái này chúng ta cần thần tượng, chúng ta cần tôn trọng, phát triển nó. Chứ không là chúng ta phát triển lên cái hướng thần thông là thua. Bây giờ là Đức Phật thua rồi, nếu mà chúng ta phát triển thần thông. Tu tập mà cả một đời bay được con người. Còn cái xã hội bây giờ, người ta làm một chiếc máy bay ra, bỏ có mấy trăm đồng mà chúng ta bay mấy trăm người trên đó, 700-800 người trên một chiếc máy bay. Chúng ta tu luyện cả đời mà bay có mình thôi, mà bay cái đó cũng không giải thoát được khổ đau. Bay xong rồi rớt xuống trời, xuống đời này, hay là đang bay trên đó cũng bị buồn bực tức này cái nọ, vẫn còn khổ đau. Chúng ta học đạo là chúng ta học suy nghĩ cho chính xác. Chứ còn không khéo là chúng ta cứ tưởng là chúng ta làm cái hành động đó đó, tôn trọng Đức Phật chúng ta có đủ thần thông như vậy đó, là coi chừng chúng ta hại Đức Phật chúng ta đấy. Còn các cái mà chúng ta cần tôn trọng, chúng ta cần đề cao từ Đức Phật thì chúng ta là không để ý tới. Cái chuyện mà để giải thoát giác ngộ, chúng ta để giải thoát những khổ đau, cái đó cuộc đời này ai cũng cần cả. Mà chúng ta không hề học hỏi, chúng ta không hề tu tập để chúng ta thoát khỏi, chúng ta không hề hướng dẫn, mà lại chúng ta đi hướng dẫn những cái mà Đức Phật dùng nắm cái cục đá rồi chưởng này kia nọ không. Nên quý vị nhớ, trong Đại Thừa nó có 12 thể tài kinh, giống như là Thọ Ký, Phương Đẳng, Trì Tụng, Bổn Sanh, Bổn Sự,
vị tăng hữu. Thì quý vị nhớ trong đó 12 thể tài kinh, nó có một cái thể tài mà quý vị phải nhớ cho kỹ. Đó là cái thuộc thể tài vị tăng hữu. Là Đức Phật nói là cái thể tài, những cái bộ kinh, những câu, những cái kinh điển mà nó thuộc cái thể tài này đó, Đức Phật nói những cái chuyện phi khoa học, phi thực tế, không có thực tế, không có chuyện đó. Nhưng mà Đức Phật nói ở cái ý này, chúng ta cần để ý này. Đức Phật nói đừng bao giờ để ý tới cái câu chuyện đó, mà nhớ là để ý cái cốt, cái mà gọi là cái giáo lý Đức Phật muốn gửi gắm trong đó, nó là cái gì. Còn câu chuyện đừng bao giờ để ý tới, thì câu chuyện rất huyền thoại, rất là ảo thực, không có thực tế. Giống như là Đức Phật chúng ta mà sanh ra, mới sanh ra mà đi bảy bước, đó là nó thuộc vị tầng hữu đấy. Rồi dặm trên bảy cái bức sen, phi khoa học, không thực tế, không chấp nhận được. Mà Đức Phật nói đừng bao giờ để ý cái câu chuyện đó, nó là phản khoa học đấy, nó là không thực tế đấy. Cái mà Đức Phật muốn gửi gắm ở chỗ đó là tại sao Đức Phật không đi trên bông hồng, bông cúc, mà Đức Phật lại đi bông sen. Đức Phật gửi gắm cái ý kinh trong đó. Cái này chúng ta cần để ý. Là Đức Phật nói là sao? Đức Phật nói là cái bông sen, dù nó ở trong bùn, dù cái bông sen đó nó ở trong nước, dù bông sen đó nó thoát ra khỏi nước đi nữa, trong ba giai đoạn này, nếu chúng ta kiểm tra thì những cái điều kiện của một bông sen trong ba giai đoạn này nó có hết. Đó là nó cái ý nghĩa của bông sen. Mà cái ý nghĩa, cái giáo lý Đức Phật gửi gắm trong này là gì? Ổng muốn chỉ cho chúng ta thấy á, dù chúng ta đầy phiền não, tham sân si đầy hết, là giống như bông sen đang ở trong bùn. Chúng ta tu tập loại trừ bớt đi phiền não, khổ đau đi, cũng còn, nhưng mà không nhiều, giống như bông sen đang ở trong nước. Hoặc là chúng ta tu mà hết khổ đau, được giải thoát giác ngộ giống như Đức Phật, thì bông sen giống như nó nở ra khỏi nước. Thì ba cái giai đoạn này Đức Phật nói là cam kết cho chúng ta thấy cái câu chuyện, cái ý, cái bông sen ở chỗ này á, là Đức Phật nói dù nó ở trong bùn, ở ngoài, ở trong nước hay là ra đi nữa, thì cái Phật tánh trong ba cái giai đoạn này nó là một, nó là giống nhau. Đó, cái ý nghĩa kinh điển trong cái kinh mà thuộc thể loại vị tầng hữu. Đức Phật cũng gửi gắm cái ý nghĩa rất là sâu, kinh điển rất là thượng thừa. Chúng ta không để ý học cái ý đó, mà chúng ta cứ để ý mới sanh ra đi được 7 bước, rồi đi trên bông sen không. Câu chuyện không thể ai chấp nhận được. Chỉ có tín đồ, có nghĩa là những người mà tin Đức Phật quá mới chấp nhận chuyện đó thôi. Do chúng ta học kinh điển bị sai, chứ không phải Đức Phật dạy sai. Thì cái thuộc thế lại vị tầng hữu này xã hội ngoài cũng nhiều lắm. Giống như Mỹ, người ta lấy cái biểu tượng con đại bàng là cái biểu tượng của đất nước Mỹ. Không phải là chúng ta nói người Mỹ sanh ra từ con đại bàng, mà cái ý nghĩa trong con đại bàng á, nó thuộc cái vị tầng hữu này đó, là ý người ta nói rằng là trên cái bầu trời con đại bàng là vô địch, mạnh nhất trong cái vũ trụ này, trên cái không gian này. Nói về mà công nghệ thông tin hay là phi cơ này kia nọ, thì người Mỹ gỡ gắm nhắc nhở thế giới biết người Mỹ sẽ giỏi nhất. Đó, đó có ý nghĩa, nó thuộc cái thể tài là vị tầng hữu. Chứ không chúng ta nói người Mỹ được sanh ra từ con đại bàng là thua rồi, ha, là nói người Việt Nam là con rồng cháu tiên. Không phải sanh ra từ con rồng cháu tiên,
Mà ý người ta nói rằng người Việt chúng ta là thuộc cái bộ tộc, cái chủng tộc là quý báu trong xã hội này đấy. Hay là Xuyên Ca người ta lấy cái biểu tượng của đất nước người ta là con sư tử, đó là vị tận hữu. Ý nói rằng là chiến tranh hay là đánh ở đâu thì tôi thua, nhưng mà nói vào rừng á là sư tử vô địch. Đánh trong rừng người Xuyên Ca rất là giỏi. Đó là nó thuộc cái loại kinh vị tầng hữu, chúng ta cũng cần nhớ ở điểm này. Đó, chúng ta học kinh điển nó có giá trị và nó ở học khẩu ở chỗ đó. Thì chúng ta đọc tiếp cái đoạn sau sự đối đáp giữa ngài Xá Lợi Phất của ngài Di Ma Cật. Xá Lợi Phất, thầy hãy đi thăm bệnh trưởng giả Di Ma Cật, hiện nay ông ấy có bệnh. Ông Xá Lợi Phất thưa: Bạch Thế Tôn, con xin Thế Tôn thương cho con không kham lãnh trách nhiệm đến thăm bệnh ông ấy. Bạch Thế Tôn, vì trước đây có một hôm nọ con đang ở trong rừng ngồi thiền dưới một cội cây. Đã, quý vị nhớ cái điểm này là chúng ta sẽ không có bị sanh cái bản ngã. Tình cờ ông Di Ma Cật đến nói với con rằng: Thưa ngài Xá Lợi Phất, ngài biết tất phải ngồi như thế mới là thiền. Luận về việc ngồi thiền, thiền giả không dính mắc tam giới mà thân tâm vẫn sinh hoạt mới là ngồi thiền. Quý vị thấy cái giáo lý của ông Di Ma Cật đưa ra nó cực kỳ là cao siêu ở trên. Sinh hoạt trong oai nghi như bình nhật mà không rời diệt tận định mới là thiền, mới là ngồi thiền. Làm mọi việc như kẻ phàm phu mà không sao lãng đạo pháp mới là ngồi thiền. Tâm không cột vào trong mà cũng không tản mạn ra ngoài mới là ngồi thiền. Trước bao nhiêu tà kiến, bao nhiêu dị kiến, bao nhiêu chuyện mê tín hoang đường mà tâm không bị lay động, không bị mê hoặc cám dỗ, siêu lòng vững tâm trong 37 phần trợ đạo, thế mới là ngồi thiền. Không khởi tâm đoạn trừ phiền não mà vẫn có niết bàn, thế mới là ngồi thiền. Ngồi được như thế thì đó là thứ thiền được Phật ngợi khen và ấn khả. Thưa ngài Xá Lợi Phất, Bạch Thế Tôn, ông Xá Lợi Phất thưa, sau khi con nghe những lời như thế, con lặng người ra gần như sảng sốt, chẳng trả lời được với ông Di Ma Cật câu nào. Vì vậy, con không dám lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh ông Di Ma Cật. Đó, chúng ta thấy, chúng ta mới thấy cái cho chúng ta một cái hiểu biết về kinh điển, về thiền định rất là tốt. Thì chúng ta nói về đạo Phật đó là gần như thiền định nó là cốt lõi của đạo Phật. Nếu mà chúng ta tu theo đạo Phật mà không có thiền định là không phải tín đồ của Phật giáo. Dù là theo bất cứ cái tông nào, tịnh độ tông hay thiền tông hay là mật tông đi nữa, thì cái vấn đề thiền ở đây kỳ sau chúng ta sẽ tiếp tục. Thì xin được dừng ở đây, xin được nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo chứng minh và gia hộ cho thính chúng trên Bồ Đề Phật Quốc được nhiều sức khỏe và luôn luôn được tu hành tinh tấn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật hiện thân ở đây như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đây.